Trở lại với chương trình do Mai Tuấn và Vũ Trung thực hiện hàng ngày ở trên làn sóng của VBS. Thưa quý khán giả, liên quan một chút đến cái chuyến đi các nước Đông Nam Á để tham dự điểm chính yếu là APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam. Thì hiện nay Nhật Bản là một trong những nước sẽ tiếp đón Tổng thống Donald Trump trong cái hành trình của ông. Ông đi Nhật Bản trước, sau ông ghé Bắc Kinh, rồi từ Bắc Kinh ông về Đà Nẵng, rồi sau đó có thể là ghé Philippines. Tại Nhật Bản thì người ta đã nhận được những cái hình ảnh phải nói là khá hữu của một đội nữ cảnh sát Nhật, mình tạm gọi là bảo vệ yếu nhân, để làm gì? Để giữ an ninh cho đệ nhất phu nhân Mỹ là bà Melania. Bà con gái của ông Trump cũng đã đến trước một vài ngày để đón bố. Hàng chục nữ cảnh sát gọi là bảo vệ yếu nhân Nhật Bản này xuất phát từ một cái đội tên là SAT. Đội SAT là một cái đội được thành lập để, như trình bày, là theo sát đệ nhất phu nhân Mỹ Melania. Họ sợ rằng là bà Melania đến Nhật á, thì sẽ có những người ủng hộ và những người cuồng nhiệt yêu mến bà, và có thể trong đó có những kẻ xấu lợi dụng, cho nên phải có cái đội này. Và hình ảnh mà quý vị xem ở trên trong cái bản tin này song song thì thấy rằng họ đang tập, nhưng mà rất tiếc có một điều, là cảnh sát bảo vệ yếu nhân nữ của Nhật nhỏ quá, mà huấn luyện như vậy tốn kém quá. Phải chi mà chính phủ Nhật Bản chỉ mướn được khoảng mà 5 hoặc là 10 người nữ cảnh sát bảo vệ yếu nhân của Hoa Kỳ thì hiệu quả có thể gấp bội. Nói qua về cái đội bảo vệ yếu nhân này, Mỹ thì có cái đội gọi là SWAT team, còn Nhật Bản thì có một cái đội gọi là bảo vệ SAT. Nó viết tắt từ chữ một cái đội tấn công đặc biệt, Special Assault Teams. Chúng tôi xin liệt kê một chi tiết như thế này. Nó thành lập từ năm 1996 và nó đã tỏ ra nó hiệu quả khi mà cái đội đặc biệt này SAT của Nhật chuyển qua Peru, tức là cái xứ Peru thuộc về Nam Mỹ đó, và tái chiếm ngay cái tòa đại sứ thuộc về chủ quyền của Nhật Bản ở thủ đô Lima, ở Lima. Và đồng thời đó, trước đó đó thì có một cái chuyến máy bay bắt cóc con tin đáp xuống Hokkaido, và cái đội SAT này đã tấn công và giải cứu thành công các con tin bị khủng bố bắt giữ tại sân bay. Và chính vì như vậy cho nên lần này, bởi vì có yếu tố của phụ nữ cho nên có khoảng trên dưới gần 20 người nữ cảnh sát đặc biệt để bảo vệ Melania trong cái chuyến thăm Nhật Bản của ông Donald Trump. Đây cũng là một cái nhìn, nếu thoáng qua thì chúng ta thấy là tầm thường, nhưng thực sự không phải như vậy. Có phải không thưa anh Vũ Trung? Đặc biệt là đối với người Nhật Bản và người Do Thái, nếu chúng tôi có thể thêm vào cái chi tiết nhỏ đó. Thì nhân cái chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania, thì họ dùng người Nhật Bản là đúng, bởi vì đúng như anh Trung nói, thay vì phải mất công tốn kém huấn luyện tháng này qua tháng nọ, thuê người Mỹ là xong, nhưng mà nó không phải là của người Nhật Bản. Cho nên tôi hiểu ý của anh, nhưng mà ý nói là như vậy thôi. Nó rẻ mà, tiền hơn. Dạ, đặc biệt, và chúng ta biết rằng dĩ nhiên là chả nhẽ dùng phái nam thì, mà chắc chắn tôi cũng vẫn đã nghĩ rằng có lẽ quý khán giả cũng đồng ý, không biết anh Vũ Trung nghĩ sao. Có lẽ chuyến đi này bà Melania sẽ là một trong những người rất nổi bật. Bởi vì thứ nhất bà đẹp đã có rồi, đúng không? Nét đẹp và gọi là cái tiếng Việt Nam mình hay dùng cái gọi là gì? Phong dáng bên ngoài ấy. Gọi là cái gì? Ngoại hình. Cái tiếng nó appearance. Dạ vâng, thì là chắc chắn vì bà là cựu cựu người mẫu cơ mà. Cho nên bà còn khá trẻ, tuy rằng đệ nhất phu nhân nhưng mà còn trẻ lắm. Và điều thứ ba là về fashion của bà anh, thì khỏi chê. Anh cho nói, nên anh Tuấn nói, anh Tuấn nói đến fashion, tôi nghĩ rằng những cái giới làm fashion ấy, họ sẽ đang quan tâm, thắc mắc, và có người hy vọng là sẽ trúng mối. Nếu như bà mặc một cái áo nào đó do cái ông bà nào thiết kế của hãng nào làm ra, chắc là tiền không thôi. Nói đến fashion của đệ nhất phu nhân mặc Hoa Kỳ mặc đó, thì cho phép xin lỗi quý khán giả, cho phép Mai Tuấn hỏi anh Vũ Trung. Đố anh nhá, người thông minh mà đã từng có bao nhiêu những cái tin chích, đố anh, chắc là có nhiều lắm, nhưng mà đố anh, đệ nhất phu nhân nào ngoài bà Melania bây giờ, trước đây còn một người rất nổi tiếng và thoải mái? Jacqueline Kennedy. Exactly. Bà tướng sang trọng mà có học.
Jacqueline nhiều lắm anh, nếu mà nói đúng quý phái mà sang trọng nhiều. Bà nào cũng có những nét đẹp riêng của bà. Melania thì đẹp, vâng. Nhưng mà nếu mà nói quý phái, hậu hĩnh exactly. Thì chưa hẳn. Nhưng mà tôi biết chắc một điều, anh lại hỏi lại tôi. Vợ ông Trump sẽ không bao giờ mặc quần áo nhãn hiệu của Ivanka, tức là con gái. Của con gái. Con gái riêng của ông Trump. Nếu là con gái duyệt có thể mặc. Cái đó. Xin lỗi quý khán giả, cho phép chúng tôi được ngừng lại. Nhân cái tin vừa qua có tính cách tư nhân gia đình, cho chúng tôi được mời quý vị và anh Vũ Trung về Việt Nam một chút. Đó là một cụ ông 84 tuổi, anh Vũ Trung. Một cụ ông 84 tuổi đã bị chính các con ruột của mình đưa ra tòa và đòi bỏ tù cụ ông 84 tuổi. Câu chuyện xảy ra là vì do tranh chấp đất đai dẫn đến mâu thuẫn và xô xát. Người cha già đã dùng dao, quý vị ơi, đã dùng dao đâm con gái của mình, đâm con trai của mình bị thương, rồi lại đâm 1, 2, 3 người khác nữa. Câu chuyện đã xảy ra ở miền Hậu Giang của chúng ta. Một cụ ông 84 tuổi, quý vị nhé, đó là nội dung của câu chuyện xảy ra ở miền Hậu Giang như Tuấn vừa nói. Và cụ ông đã bị các con, chính con trai của mình, cũng như con gái của mình, con dâu của mình đưa ra tòa và đòi phải xử theo luật tội hình. Ông cụ này tên là ông Đinh Công Mách, 84 tuổi, ở ngụ ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, về cái tội gọi là cố ý gây thương tích. Đáng nói là trong các người đã bị ông này đâm đó, bị hại, thì trong vụ án có con ruột của ông Mách. Thì chúng tôi vừa thưa, chúng tôi ngưng câu chuyện lại chỗ này, và quý vị cũng biết câu chuyện nó là như vậy rồi. Chỉ vì tranh chấp đất đai. Thưa anh Vũ Trung, nó có nhiều khía cạnh xã hội cũng như về tâm lý mà chúng ta có thể không dám nói gọi là đi vào phân tích, vì chúng ta không phải là những nhà tâm lý. Thưa anh, anh nhìn và anh thấy thế nào thưa anh Vũ Trung? À, cái chuyện thương tâm đó, nó là cái điều có thật đấy. Chuyện có thật. Nhân anh nói về cụ ông như thế thì cũng cho phép tôi nói về cụ bà. Dạ. Cũng làm liên quan đến một chút thương tâm. Nhưng mà nó không xảy ra Việt Nam mà nó xảy ra tại Trung Quốc. Số là ở Trung Quốc có một bà cụ 83 tuổi. Cũng 83. Chuyện cụ ông, 84. Trên là nhau 1 tuổi này, cụ bà. Thì cụ cho biết rằng cụ không thể sống thêm được nữa. Cụ quá yếu rồi. Dạ. Nhưng mà cuối cùng cụ buộc phải giết người con trai 46 tuổi của cụ. Vốn nó sinh ra, khi sinh ra đó thì đã eo uột, đã bệnh tật, không làm được cái gì cả. Người con trai đó. Người con trai đó. Vâng. Người con trai này chỉ có một người anh trai duy nhất thôi. Mà cái luật của Trung Quốc đó là chỉ cho gia đình có một con thôi. Nhưng mà chính vì có một người con mà bệnh hoạn và bà cụ ở nhà quê nữa, cho nên không hiểu vì lý do gì bà có được 2 người con trai. Người con trai thì khỏe mạnh bình thường, nhưng mà cuối cùng thì bà cụ nuôi cái người bị bệnh 40 mấy tuổi đó. Yeah. Bà đã cho cậu con trai uống thuốc, uống mấy chục viên thuốc, đồng thời dùng cái miệng sợi vải đó siết cổ, và người con trai chết. Thì khi đưa ra tòa thì dư luận của Trung Quốc nổi lên bênh vực và thương xót bà. Ảnh hưởng đến kết quả của tranh án là chỉ cho bà 3 năm tù treo thôi. Tranh án hỏi tại sao bà làm như vậy. Bà nói thứ nhất, bà biết rằng bà không còn sống lâu để mà có thể chăm sóc cho người con trai bị tàn tật này. Tranh án lại hỏi tại làm sao không giao cái người con trai này cho người anh chăm lo. Thì bà cụ đáng thương lại nói, tôi không thể nào muốn cho người con trai lành lặn của tôi lại phải tiếp tục bị khó khăn vì cái tình trạng của đứa em của nó. Chỉ có thế. Và cái thương cảm của dư luận đã dẫn đến cái bản án tương đối là nó thỏa mãn được cái sự sôi sục của dư luận. Nói chung là thương cảm. Là bởi vì trên thực tế thì chánh án cũng hiểu và dư luận Trung Quốc cũng hiểu là dù là có tiền của nhiều, dù là một quốc gia hùng mạnh hiện nay, đã từng tuyên bố, Tập Cận Bình đã từng tuyên bố là no people left behind, giống như Mỹ này có câu là no child left behind. Nhưng trên thực tế với con số cả tỷ người hiện nay, Trung Quốc qua cái cuốn phim do UNICEF kết hợp với một cái hãng truyền thông đã đi thực hiện khảo sát ở Trung Quốc thì thấy rằng 70 triệu con người
vẫn bị left behind. 70 triệu. 70 triệu. Họ đưa ra những cái dẫn chứng cho thấy rằng trong 70 triệu con người đó, có rất nhiều người lợi tức chỉ có 15 mỹ kim một tháng thôi. Sống ở vùng quê, nghèo khổ. Và đó là một cái thực trạng cho thấy rằng lý do tại làm sao mà nghèo khổ đến mức mà xã hội không có những cái gọi là những cái dịch vụ hỗ trợ, hỗ trợ cho những người cùng khổ như thế. Và đã dẫn tới cái cảnh thương tâm của bà cụ 83 phải giết con, bởi vì thương con, bởi vì biết rằng là không muốn khổ cho người khác, và không ai có thể chăm sóc bằng người mẹ. Đó là câu chuyện chúng tôi muốn xin kể ở đây. Và đồng thời khi nói về cái sự tàn nhẫn thì nó lại có một cái chuyện nữa. Và có lẽ là câu chuyện mà cô dâu trộn sữa có thuốc độc dẫn đến cái chết của 15 người trong gia đình nhà chồng. Chúng tôi sẽ trở lại bản tin này cùng với một tin để xin báo cho quý khán giả biết rằng thì là hung thủ giết người ở một cái vũ trường trên đường Beach tên là Blue đã bị bắt. Một lần nữa chúng tôi xin tạm ngưng ở đây để mời quý khán giả theo dõi một số các thông tin thương mại, rồi sau đó trở lại với bản tin cô dâu trộn thuốc độc.